hôm hoa trang trí như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Khi mà gấp các bạn sẽ miết thật chặt một xíu để cho cái cánh hoa của mình nó cắt dễ hơn nhé. Bởi vì là cái giấy này nó là cái giấy bìa cứng ấy, nên là rất là khó gấp. À, nó rất là dày, nên là mình sẽ khó cắt nhầm chứ không phải khó gấp đâu. Nó sẽ gấp nhưng mà nó dày nên là nó sẽ khó cắt một xíu. Đó. Như vậy là mình đã cắt xong được 3 bông hoa rồi. Giờ mình sẽ gắn nó lên cái phần giấy này. Các bạn sẽ gắn cùng mình nha. Mình sẽ gắn 2 bông nhỏ bên cạnh. Còn cái bông to này mình sẽ gắn ở giữa nhé. Đó. Như vậy là mình đã gắn được 3 bông hoa này. Tiếp theo mình sẽ dùng một cái bút để vẽ nhị hoa. Sau đó mình sẽ vẽ cái phần viền ở bên ngoài. Để vẽ cái phần viền ở bên ngoài đó đi, mình sẽ dùng một cái bút ngòi nhỏ màu cam. Đây, cái bút ngòi nhỏ màu cam của mình đây. Mình sẽ vẽ viền xung quanh những cái hình tròn nha. Sau khi vẽ xong, bây giờ mình sẽ tô. Mình tô những cái hình chấm bi này. Sau khi mình đã tô xong, bây giờ đây, mình đã tô xong, bây giờ mình sẽ làm cái móc treo.
mình sẽ dùng cái tờ màu xanh luôn cho mình nhé. Mình sẽ cắt ra ba cái sợi như thế này. Một này. Hai này. Ba này. Rồi mình sẽ dán nó lên cái phần hình tròn này nhé. Sau khi mà mình đã cắt xong rồi, mình sẽ cắt cái hình này, trái tim màu hồng. Mình sẽ cắt ra làm ba cái nha. Giờ mình sẽ gắn nó lên cái phần bên dưới nhé. Đó. Như vậy là mình đã làm xong một cái khung hoa trang trí. Có thể dán cửa, dán tường như thế này rồi. Mình cũng có thể trang trí Tết luôn nhé. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video.